Xấu tốt ở cuộc đời đừng nhìn qua hình tướng, mà đó là nhân quả. Đẳng cấp là phải tạo ra từ phẩm hạnh, chứ không phải từ giai cấp nào cả. Trí tuệ là từ sự bao dung, chứ không phải sân si thù hận, gọi là hơn nhau lời ăn tiếng nói mà thành. Muôn dạng người trong thế nhân, ai hiểu được mình thì hiểu, còn bản thân mình phải sống sao cho không hổ thẹn với trời đất. Mình phải làm sao đi vào đời thông dong và ra đi tự tại, mai sau chết đi không hối tiếc bất kỳ điều gì trên cuộc đời, vì chúng ta đã sống trọn vẹn không uổng một kiếp người. Phim dài nhiều tập, diễn viên có khác, nhưng kết cuộc y chang, ai cũng chung một năm mồ. Rồi mồ xanh cỏ, lúc đó còn ai khóc thương, ai cười đùa nữa. Tất cả chỉ là quyển quá giả tạm mà thôi. Cho nên xin thưa với các vị, hiểu như vậy rồi chúng ta mới biết hỷ xả chính là không phải buông bỏ như mình nói nơi cửa miệng, mà hỷ xả chính là hãy đem về trạng thái tỉnh tại cân bằng để ra đi giải thoát.